Theo thông tin ban đầu từ công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi trốn khỏi trại giam, trên đường di chuyển về hướng quốc lộ 1A, Triệu Quân Sự lấy trộm một chiếc xe đạp của người dân để bên đường. Tuy nhiên, khi đi được một lúc thì chiếc xe này bị hỏng, sự vứt lại xe đạp và tiếp tục lấy trộm một chiếc xe đạp khác để chạy trốn. Bằng chiếc xe đạp thứ hai lấy trộm được, Triệu Quân Sự di chuyển đến địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung, hướng ra quốc lộ 1A. Tại xã Yên Dương Triệu Quân Sự bán chiếc xe đạp này cho một người dân địa phương với giá 100.000 đồng. Cũng tại xã Yên Dương, sự có ghé quán chè của bà Hoàng Thị gái, 59 tuổi, ở khu vực cổng chợ Vừng, xã Yên Dương để mua chè ăn. Bà gái nhớ lại thời điểm giáp mặt với Phạm Nhân Triệu Quân Sự là khoảng hơn 14 giờ ngày 1 tháng 6. Lúc đó, bà đang ngồi đóng hộp chè thì Triệu Quân Sự vào quán hỏi mua hai ly chè, tổng số tiền hết 20.000 đồng sửa cho bà gái 100.000 đồng. Lúc đó, tôi gọi cháu lấy tiền đưa lại. Khi vừa cầm tiền thừa thì nó bảo, bán như thế này thì lấy đâu lãi, rồi nó đưa lại cho tôi 90.000 đồng. Lúc kiểm tiền thì mới biết cháu tôi đưa lại cho nó 170.000 đồng, mà đáng lẽ chỉ 80.000 đồng, bà gái kể. Cũng theo bà gái, quá trình tiếp xúc tại quán chè, triệu quân sự chào hỏi rất lễ phép, thái độ hiền lành. Lúc đó, sợi mũ cối, mặc áo dài tay. Nhìn nó cũng bình thường, không có gì dữ tợn. Tôi còn hỏi cháu đi đâu lúc trưa nắng như thế này, nó bảo đi phơi lúa. Tôi ở xã khác lên bán chè giúp con gái, cứ ngỡ nó là người trong xã chứ không biết nó là Triệu Quân Sự, bà gái chia sẻ thêm. Trước đó, chiều ngày 31 tháng 5, Triệu Quân Sự, sinh năm 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã trốn khỏi trại giam quân sự khu vực miền Bắc, đóng tại địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an đã huy động lực lượng đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt phạm nhân triệu quân sự trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng triệu quân sự từng phạm tội giết người, cướp của, rất manh động và nguy hiểm và đang chấp hành hình phạt tù chung thân. Sau gần một ngày trốn trại, Khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 6, Triệu Quân Sự bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Hà Trung đã làm các thủ tục theo quy định và bàn giao triệu quân sự cho cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo quy định.